Xin chào mọi người. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người là laptop HP ProBook 450G6 nha mọi người. Con máy màn hình 15.6 inch Full HD, cấu hình rất là mê luôn, mẫu sản xuất 2020. Và cái mẫu này thì cái vỏ trên là vỏ nhôm, cái con máy này còn khá là đẹp. Đẹp, rất là đẹp luôn mọi người. Đây ha, rất là chất lượng, đẹp. Không có bị trầy xước hay cứng móp gì luôn á. Nói chung là máy cũ đã qua sử dụng thì nó phải có dấu hiệu đã qua sử dụng, nhưng mình thấy nó còn rồi đẹp, mướt rượt luôn. Và cái vỏ nhôm này cầm mát lạnh luôn ha. Mình quay các ngõ kết nối đi, ngõ SD nè, USB, rồi cái bên này mọi người thấy là cái máy nó đẹp á, là người ta giữ nó cũng còn khá là mới, nó còn sạch sẽ, không bị trầy xước hay là cứng móp gì hết. Ngõ sạc, ngõ Type-C, mạng LAN, HDMI, USB, USB, tai nghe, nói chung là đầy đủ các ngõ kết nối. Cái ở bên ngoài này thì đẹp, miễn chê luôn. Vô bên trong cũng rất là đẹp nha mọi người, màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì. Màn này là 15.6 inch Full HD, webcam rồi đầy đủ hết ha. Và có phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu rồi cho nhanh đó mọi người. 15.6 inch thì vừa làm việc văn phòng, học hành hoặc là giáo viên dạy học, hay nói chung là làm việc là rất là thoải mái luôn. Kế toán hay này kia mình dọn những cái con máy là cấu hình văn phòng như thế này rất là ok. Cái dòng này thì nó đặc biệt bền nữa, cái mẫu nó cũng xinh đẹp nữa mọi người. Phím thì rất là đẹp, mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào á là giống như á, che những cái tiện nhật đi và đúng khuôn như thế này luôn. Vỏ kiểu quốc tế là ok ha, êm mềm xịn. Cái phần này á là trên này là nhôm mọi người, và đây cái phay nhôm này xước nhìn nó cũng đẹp lắm. Bàn rê chuột rộng rãi đẹp, robust ha. Bây giờ mình giới thiệu đến cái cấu hình đây. Nó là HP ProBook 450G6 nha mọi người. Đây, và i5 Gen 8. Đây, Gen 8 thì nó 8 CPU và RAM 16GB là rất là thoải mái cho văn phòng luôn mọi người. Máy nhanh, RAM 16 thì nó khỏe. Thêm nữa là chạy song song hai ổ, mình thích nhất là những cái con máy như thế này. Nên thường những cái con máy này nó chạy một ổ là nó hạn chế. Hai con hai ổ vừa SSD vừa HDD, thì HDD là giống như là một cái ổ chứa. Mà bình thường khi nào cũng vậy, trong gia đình hoặc trong cái công việc của mình cần có một cái gì đó để mình lưu trữ, mình chứa vô cái ổ này luôn, nó an toàn, mọi người không có sợ mất dữ liệu. Rồi SSD này thì vừa chạy chương trình hoặc mình chứa mình làm gì cũng được, nói chung là vừa chạy song song hai ổ rất là tiện luôn. Mình nâng cấp nó cũng rẻ, nó cũng dễ dàng nữa cho việc sau này, ví dụ như vậy ha. Màn là đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người. Độ phân giải màn hình là Full HD. À, đợt này về thì Full HD đẹp lắm mọi người. Đây này, 1920 x 1080 mà zin xịn Nhật về là nó đẹp lắm luôn, màn chuẩn. Rất là đẹp. Nói chung là máy này thì mình đánh giá là đẹp lắm luôn á. So với những cái con mà 450G6 mà trước đây mình view thì cái con này mình nghĩ là nó đẹp nhất luôn á mọi người. Đây, nãy giờ mọi người thấy mình chưa có chê một cái chỗ nào hết trơn á. Hy vọng là mình sẽ thấy nó nhiều hơn, mà giá thì hợp lý lắm mọi người. Máy kèm sạc zin, pin tầm 3 giờ và báo giá mọi người chỉ có 5 triệu 8 thôi cho bản màn Full HD nha. Trước đây mình có view như là màn HD thôi. Đợt này về thì màn Full HD nhìn sắc nét rất là thích. 15.6 inch. Vỏ ở ngoài thì cũng đẹp ha, 5 triệu 8. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code nha. Mọi người nhận hàng nè, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy thì mình thấy là như vậy là đẹp rồi. Cũng không có cái gì mà phải chê hết trơn á, tại vì máy cũ mà cũng lần đầu tiên thực sự là mình view, mình cũng không biết chê cái chỗ nào luôn á. Đẹp ha mọi người, như vậy là tương đối đẹp rồi. Ai chốt thì inbox mình nha, có 5 triệu 8 thôi mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha.